Xin chào các bạn, quay trở lại với Lato Z. Mình là Minh Sơn. Và bên cạnh đây là... Em bạn... là Khoa. Khoa. Mấy bạn Khoa đang học trường gì nhỉ? Em học tạp nghề bệnh khoa. Mấy bạn đang học khoa gì cho cái... Em học cơ khí nhỉ? Nhóm cơ khí ạ? Ok. À, đây là Khoa, học cơ khí tại bệnh khoa. Và sau một cái quá trình tìm hiểu, những nghiên cứu tại Lato Z thì bạn ấy đã chọn cho mình chiếc laptop Dell G5. G5 SE. Hiện tại như bên mình đang có hai phiên bản rất là đặc biệt. Phiên bản Intel Core i5 và phiên bản Ryzen 5 4600. Và hai phiên bản này sẽ đáp ứng cho từng cái nhu cầu một của anh em. Và như bạn Khoa đã chọn cho mình con Ryzen 5 4600H ở ngày sau này. Và bên mình đang chuẩn bị một chiếc máy cũng là G5 phiên bản Intel ship cho anh khách ở Đà Nẵng. Và sau đây thì mình cùng với cả bạn Khoa sẽ tiến hành mở máy, mở hộp chiếc G5 SE phiên bản Ryzen. Nên mình sẽ cất xuống để chiếu ship cho anh khách Đà Nẵng. Nước máy ra luôn nhỉ, nước từ dưới này. Như tại trên bàn chúng ta đang có đeo G5 SE và đi theo là sạc. Bởi vì máy hiệu năng rất là cao nên sạc thường rất là to nhé, sạc 240W. Sau đây mình sẽ cùng bạn Khoa mở chiếc G5 SE này. Đây, bạn dạy giúp mình cái phần này nhé. Giúp mình chiếc này. Đây, như trên bàn chúng ta có Dell G5 SE phiên bản AMD. Phiên bản này có cả đồ họa đến từ AMD luôn. Mình có thể hỏi Khoa một chút về cái trải nghiệm mua hàng của Khoa tại Lato Z được không ạ? Dạ, vâng. Thì sau khi được bạn em giới thiệu qua trang web thì em cũng tìm hiểu về các sản phẩm của bên Lato Z của bạn đúng không? Thì em thấy trong cái tầm giá khoảng tầm 20-23 triệu thì máy tính Intel này thì rất là phù hợp với công việc và việc học tập của em. Cảm ơn bạn đã có những cái chia sẻ trực tiếp với Xúc. Và hiện tại như mình đang có đầy đủ các cái video đánh giá chi tiết về mẫu G5 SE này trên kênh YouTube. Và mình sẽ để đường link mô tả ở dưới. Em có quan tâm hay đang có cái thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp qua shop, qua fanpage hoặc qua số hotline. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành cài máy cũng như là cài đặt những phần mềm hỗ trợ cho bạn Khoa để có thể có những cái chiếc máy phù hợp nhất cho công việc. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại anh em.